Tổng quan tử vi tuổi Ất Mão năm 2024 nam mạng. Nam mạng tuổi Ất Mão 1975 sinh từ ngày 11 tháng 2 năm 1975 đến ngày 30 tháng 1 năm 1976 dương lịch, cầm tinh con mèo. Thiên can Ất kết hợp với địa chi Mão mang ý nghĩa đắc đạo chi thố, tức thỏ đắc đạo. Sinh năm 1975 mệnh thủy, đại khai thủy, nước khai lớn. Theo thuyết ngũ hành, năm 2024 giáp thìn mệnh hỏa. Như vậy ta có mệnh thủy của tuổi tương khắc với mệnh hỏa của năm 2024. Thiên can Ất bình hòa với can giáp, địa chi Mão tương xung với chi thìn. Xét theo mệnh, can, chi, năm 2024 giáp thìn là một năm có xung có hợp với Ất Mão nam mạng. Công việc của bản mệnh nam tuổi Ất Mão trong năm này có sự chuyển biến tích cực khi duy trì tính kỷ luật hiệu quả, làm việc chỉn chu, khoa học. Tinh thần chủ động là điểm mạnh giúp mệnh chủ đối phó linh hoạt trong mọi tình huống. Biết cách quản trị rủi ro, quản lý chi tiêu tài chính giúp nam tuổi Mão 1975 nắm vững tài sản và nguồn thu nhập. Ở độ tuổi này, bản mệnh không còn nhiều gánh nặng, áp lực của cuộc sống. Thay vào đó, khi con cái đã dần trưởng thành, nam mạng tuổi Ất Mão sẽ được thảnh thơi, thư thái hơn.